Rất vui chào mừng toàn thể quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Trước khi bước vào buổi đọc truyện hôm nay thì Huy xin thông báo nhỏ đến cho quý thính giả là ở bên kênh Sớm Truyện Ma đó thì cũng là một cái kênh trong hệ thống kênh của Nguyễn Huy lập ra để phục vụ quý bà con. Thì MC Lam Phương thời gian trước đã ngừng hợp tác với kênh và hiện tại thì kênh đang có một MC mới là một nữ MC, Trần Thi, là người sẽ tiếp tục cùng với ekip phục vụ quý thính giả những câu chuyện ma hàng đêm phát lúc 21 giờ mỗi ngày. Quý thính giả, ngoài những thời gian nghe truyện của kênh Nguyễn Huy ra thì nếu như mọi người còn thời gian và muốn tìm thêm những tập truyện khác để mà nghe, để mà giải trí thì mọi người hãy ủng hộ MC mới của kênh Sớm Truyện Ma nhé. Đó cũng là một kênh mà Nguyễn Huy xây dựng ra để nhằm tăng thêm những cái giờ để phục vụ cho quý bà con. Mong rằng mọi người sẽ ủng hộ cho MC mới của chúng ta. Buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ gặp gỡ với một tác giả mới. Đây là một cây viết mới tham gia vào cộng đồng viết truyền tâm linh trong thời gian gần đây, Trần Phụng. Em ấy sẽ đem đến cho chúng ta một bộ truyện cũng là bối cảnh dân gian miền quê rất là hay. Một bộ truyện với tựa đề chỉ một chữ thôi, Lại. Huy sẽ phục vụ trong hai buổi, tối hôm nay và tối ngày mai. Mọi người nhớ chú ý đón nghe nhé. Còn bây giờ thì mời tất cả quý thính giả cùng bước vào phần 1 của Lại, câu chuyện của tối ngày hôm nay. Hoa Lại là loại hoa có mùi thơm vô cùng quyến rũ, nồng nàn. Chỉ cần đi qua một cây hoa lại đang đậu nở trộ thì không tránh khỏi phút xao xuyến vì mùi thơm của loại hoa ấy. Vì vậy mà theo quan niệm của ông cha ngày xưa cho rằng loại hoa này là biểu tượng của người phụ nữ không đứng đắn, nên cấm tuyệt đối con gái lai vãng lại gần loại hoa này vào buổi tối vì có thể sẽ làm ảnh hưởng đến tính cách sau này. Làng Lai Hòa cũng có theo lối suy nghĩ như vậy. Ở đầu làng có một cây hoa lại rất to nằm trước sân nhà ông hội đồng tâm. Vậy mà cứ đến tối, những nhà trong làng có con gái đều không cho chúng đi ngang qua ngôi nhà ấy. Một phần là sợ cái uy quyền của ông hội đồng, một phần là sợ mùi hương của cây hoa lại đó, giống như những lời tương truyền trong dân gian. Gia đình hội đồng tâm gồm có hai bà vợ và một người con gái là con của bà hai. Bà cả trước đó có một người con trai, nhưng do sinh thiếu thắng nên vừa kịp chào đời thì cũng tắt thở sau đó ít lâu. Người nhà ông hội kể lại vào cái ngày định mệnh đó như một câu chuyện quỷ dị. Lúc ấy bà cả mang thai được 7 tháng từ lúc về nhà ông hội. Dẫu được ông hội hết sức yêu chiều, đồ ăn thức uống đều là những món thập toàn đại bổ để dưỡng thai cho bà, nhưng vẫn không tránh khỏi việc bà cả sinh sớm. Phải nói khung cảnh lúc đó không khác gì một phiên chợ huyện. Kẻ thì đi mời bà đỡ, người thì đi nấu nước, lấy khăn. Ông hội như đang ngồi trên đống lửa, cứ đi qua đi lại không thôi. Cho đến khi từ phía gian buồng của bà cả phát ra tiếng la thất thanh của đám gia nhân và bà đỡ, thì ông mới hốt hoảng chạy vào trong. Trước mắt ông, bà cả nằm ngất đi do kiệt sức. Đám gia nhân đứng lui ra xa, gương mặt cắt không còn giọt máu. Bà đỡ trên tay bồng một đứa bé, trung trung bước đến đưa cho ông hội. Ông hội nhìn thấy thì không khỏi bàng hoàng bởi cái hình dạng kỳ dị của đứa bé kia. Nó chỉ thở thôi thớp vài hơi rồi bắt đầu tím tái, và chỉ chưa đầy nửa tuần hương thì liệm dần đi, hơi thở cũng không còn. Ông hội đồng tâm chỉ nhìn một cái rồi phất tay bảo người làm đem chôn ở phía sau. Bà cả sau khi tỉnh dậy biết chuyện thì gào khóc thảm thiết, vội vàng chạy ra mộ của con mà liên tục đạo bới, mặc cho gia nhân ngăn cản. Tụi bay bỏ tao ra, tao phải tìm con tao, con trai của tao đâu rồi? Thế vậy, đám gia nhân cũng không dám can ngăn nữa. Bà ta vừa la hét vừa đào bới liên tục phía dưới mộ huyệt, mà cũng không đúng, đó chỉ là một cái hố nhỏ tạm bợ, không có bia mộ. Một thi hài của đứa trẻ con dị dạng từ từ hiện ra. Tất thảy đám người đứng gần đó đều sửng sốt, có kẻ còn không kịp bịt miệng mà thốt lên: Trời ơi mèn đét ơi, thở đời nay tôi mới thấy có đứa con nít mà bị dị hình vậy đó. Có kẻ còn ác miệng hơn: không biết cô làm chuyện gì ác hay không mà con cái bị cái nghiệp này nữa.
Mặc kệ cho những lời lẽ ác ý xung quanh, bà cả vẫn ngồi đó, nước mắt giàn giụa, thất thần nhìn đứa con mà trước đó mấy tiếng còn ở bên cạnh mình. Bà từ từ đưa đôi tay đã bị bật cả máu ra vì đào bới điên cuồng từ nãy tới giờ, rồi chạm vào khuôn mặt tím tái lạnh băng của đứa trẻ. Con trai của má, sao con bỏ má vậy con? Sao con bỏ má con ơi? Sau đó mọi người chỉ nghe một tiếng gào thốn trời xanh. Tháng năm trời nóng như đổ lửa, bỗng có một cơn mưa trút xuống như đang khóc thương cho chính số phận hẩm hiu của con trai bà cả. Sau cái chết của cậu hai, bà cả nằm liệt giường tận 3 tháng, cho đến khi bà nhận được điện thính từ nhà bà báo em trai ruột của bà là cậu Minh cưới cô gái làng bên. Bà như trở thành một con người khác. Hôm đám cưới, bà đã sai gia đình đánh xe chở về nhà mẹ đẻ từ sáng sớm. Đám gia nhân trong nhà sửng sốt trước thần sắc tươi trẻ, tràn đầy sức sống của bà cả. Bọn chúng cũng thầm vui trong lòng, vì có lẽ nỗi buồn của bà cũng đã vơi bớt đi phần nào. Thấm thoát một năm sau, vào một ngày trời xuân, người ta thấy ông Hội đi cùng một người phụ nữ trên một chiếc xe ngựa về nhà. Nhắc tới người phụ nữ ấy chính là cô Đào Trang, cô Đào nổi tiếng trên huyện, được biết bao nhiêu phú hào quan tay săn đón. Nhan sắc của cô mặn mà, nhưng vẫn giữ nguyên được sự duyên dáng nhẹ nhàng, chứ không sắc sảo như bà cả. Bồi đắp nhan sắc ấy còn có bằng một giọng ca lãnh lót, khiến cho biết bao nhiêu người đắm say. Rồi chẳng biết chuyện nhà ông Hội tính toán như thế nào, mà chỉ độ khoảng một tuần trăng sau, người ta thấy nhà ông giăng đèn kết hoa. Gia nhân kẻ chạy ra chạy vào tấp nập, không khác gì một phiên chợ. Tiếng người thúc giục gọi nhau ý ới, làm cho người trong làng không khỏi bàn tán xôn xao. Dạo này bà có thấy gì lạ không? Chuyện gì bà? Hồi đó ông Hội ông thương bà cả biết bao nhiêu vậy đó. Ai về đâu giờ cưới thêm bà nữa. Bởi ta nói đàn ông nào cũng trăng qua bài bướm mới tráo à. Ừ ha, tôi cứ tưởng ông chung thủy lắm chứ. Đụng cái lấy thêm vợ hai. Nhưng mà giả tỷ như tại bà cả không đẻ con được thì sao bà? Ý đâu có, năm ngoái bà đẻ một đứa mà. Cái hội mà làm trùm beng nguyên cái làng này đó, bộ bảo nhớ hả? Nhớ chứ sao không, bữa đó tôi đi coi mà. Có điều đó sao kêu là con được chứ. Ui mẹn đét ơi, phủi phủi cái miệng bà đi, tới tay người nhà ông bà Hội là bà chết luôn đó. Mà nhiều khi chưa tới tay nhà ông thì bà cũng có chuyện rồi. Có gì đâu, thì có sao tôi nói vậy thôi. Mà hồi nãy bà nói vậy là sao? Thì nghe đồn từ hồi con bà cả chết linh lắm, ai mà nói xấu nó thế nào cũng có chuyện đó nè. Trời ơi, mấy bà chỉ tự hù mình, chứ tôi sống gần hết đời người rồi, thấy ma với quỷ gì đâu. Thôi bà không tin thì kệ bà, chứ tôi không có dám nói đụng tới nó đâu. Thôi chiều rồi, tôi về nấu cơm cho sắp nhỏ ăn nữa. Thôi về đi. Hai người đàn bà ngưng cuộc nói chuyện, ai về nhà đó. Hai người này là bà Xuân và bà Sáu Chẹt, nổi tiếng là những người nhiều chuyện nhất nhì trong cái làng này. Ai nấy trong vùng đều phải tấm tắc ngợi khen cái tài thêu dệt câu chuyện, thêm mắm dặm muối của hai bà. Và như thói quen, hôm nay hai bà lại tiếp tục bàn tán về đám cưới của nhà ông Hội. Nói qua nói lại như thế nào, rồi nhắc đến cậu hai, đứa con chết yểu của bà cả. Bà Ba Xuân trước giờ không tin vào ma quỷ, dẫu rằng người làng vẫn đồn đại ở chỗ này chỗ kia có ma, nhưng chưa bao giờ bà gặp phải. Vì vậy bà cứ chắc nịch rằng bọn người trong làng trong gà quá cuốc, rồi thêu dệt thêm để hù dọa người ta. Với bà thì có 10 con ma hiện ra, bà cũng đủ sức đánh cho tụi nó hồn tan phách nát. Bà nghĩ như vậy. Vừa đi vừa nghĩ ngợi, chẳng biết bà về tới nhà từ lúc nào. Nhà bà nằm ở cuối làng, sau một trạng tre già rậm rạp. Giờ cũng đã dần về chiều, bà tranh thủ thắp ngọn đèn dầu, rồi lui cui xuống bếp chuẩn bị nấu nướng, chờ con trai về ăn. Trời cũng đã gần sập tối hẳn đi, phía bên ngoài chỉ còn le lối vài tia sáng yếu ớt của ánh hoàng hôn. Bà đang mãi chụm đầu vào nhóm lửa nấu cơm thì từ phía ngoài anh Hai Trí
con trai của bà đã về, trên tay còn cầm một cái giỏ đầy ắp là cá. Anh hai nhìn bà, tươi cười nói: "Má, hôm nay con lưới được nhiều cá lắm nè. Má xuống dưới ao phụ làm với con đi má." Mèn đét ơi, coi bộ bữa nay có canh chua cá lóc ăn rồi ha. Bày đem xuống dưới trước đi, má miết con dao cho bén, rồi má xuống phụ bày." Nói xong, anh hai Trí xách giỏ cá bước xuống phía cái ao sau nhà. Không hiểu sao trong lòng bà ba hình như có cái điều gì đó bồn chồn lắm. Bà thấy anh hai không giống như mọi ngày, nhưng trong phút chốc bà không tài nào nghĩ ra được. Hai Trí đi đến phía cửa sau, rồi bất giác quay đầu lại, khe khẽ nói một câu: "Ma, nhớ miết con dao cho bén thiệt bén nha, bén mới đâm chết người được." Anh ta nói xong còn nở một nụ cười quái dị. Nhìn thấy cảnh tượng đó, chẳng hiểu từ đâu mà da gà của bà ba nổi lên từng chập. Bày nói cái gì lạ vậy? Bày tính giết ai hả?" "Con giỡn thôi má. Thôi má nhanh ra phụ con nghe má." Anh hai gằn lên từng chữ. Bà ba nghe tới đâu thì chân tay bủn rủn tới đó. Giống vậy bà trước giờ chẳng bao giờ nghĩ đến chuyện ma quỷ, vậy mà sao giờ đây bà lại bắt đầu lung lay về ý nghĩ đó của mình. Bà ngồi thẫn thờ mà nghĩ ngợi. Bà cảm nhận con trai của bà bữa nay hành xử rất là khác. Bất ngờ bà giật nảy mình. Nãy giờ bà vẫn không hiểu được con bà khác ngày thường chỗ nào, thì bây giờ bà đã có lời giải. Hai Trí hôm nay nó không hề có cái bóng. Bà sợ hãi nhìn về phía cái ao sau nhà. "Má ơi, nhanh ra phụ con má ơi. Má." Từng tiếng réo gọi lanh lảnh từ phía cái ao vang vọng vào trong không khí, như từng âm thanh của địa ngục xoáy sâu vào con tim của bà. Bà trung chạy tới mức làm rơi cả con dao đang cầm trên tay xuống đất. Sự gan dạ có đôi chút ngang tàn của bà lúc này biến đi đâu mất hết rồi. Bà rối rắm cầm ngọn đèn dầu tính bỏ chạy đi. Chạy ra tới cửa, bất ngờ bà hoảng loạn tột độ tới mức ngã quỵ xuống, đánh rơi cả ngọn đèn dầu trong tay. Trước mặt bà, anh Hai Trí đang đứng chặn ở cửa, chằm chằm nhìn bà bằng đôi mắt đầy tia máu. Gương mặt quái dị của anh ta từ từ đưa đến sát mặt bà. Bà ba kinh sợ tột độ. Lúc này bà chỉ muốn nhắm mắt để không phải nhìn thấy cái cảnh tượng hải hùng kia. Nhưng quái lạ thay, hình như cơ thể của bà không còn thuộc sự điều khiển của bà nữa. "Má tính bỏ đi đâu vậy má? Sao không xuống phụ con hả má? Sao con kêu mà má không trả lời? Mày là ai?" "Má nói gì lạ vậy má? Con là con của má mà." Mày vừa nói, bà vừa cố hết sức bình sinh lùi về sau, như cố gắng tránh né khỏi gương mặt quỷ dị phía trước. "Mày sợ hả? Mày sợ tao sao? Hồi nãy mày mạnh miệng lắm mà." Mày tránh xa tao ra. Vừa nói bà vừa miếu máu, trong bà thực sự thảm hại. Tao lại mày, mày tha cho tao đi. Tao hứa sẽ mua đồ cúng cho mày." Bà vừa nói vừa dập đầu lại như tế sau. Lúc này nhân dáng anh Hai Trí mới từ từ mờ dần, rồi tan biến vào trong khoảng đen trước mặt. Từ phía xa xa vẫn còn vang vọng lại tiếng cười khanh khách của một đứa trẻ con, hòa cùng với tiếng gió rít bên bụi tre trước nhà. Dường như lúc này đã quá sức chịu đựng của bà ba. Bà vật ra ngất xỉu đi tại chỗ. Qua ngày hôm sau, bà ba bị sốt cao, không tài nào ngồi dậy được. Bà bèn sai Hai Trí đi mua đồ cúng mang ra ngôi mộ của cậu hai, con bà cả, mà thắp nhang khấn vái. Ấy vậy mà chỉ sau khi cây nhang vừa tàn đi thì bà ba bắt đầu hạ sốt. Sau câu chuyện của bà ba, người trong xóm được dịp tận một sở thị sự linh ứng của cậu hai. Kẻ không tin thì nay đã có cái gương của bà ba, nên cũng đôi phần kiên dạ. Người tin tưởng thì lại thay nhau
lén đến ngôi mộ của cậu để mà cầu khấn, mà xin xỏ. Bằng chứng là sáng nào đám gia nhân trong nhà ông hội đồng đi ra quét mộ cho cậu thì thấy nào là bánh trái, nhang đèn bày la liệt khắp nơi. Ông hội đồng vốn là người không tin vào chuyện tâm linh. Ông sống theo chủ nghĩa duy vật của người Tây Phương, nên tuyệt đối ông cấm tiệc cho phép người ngoài vào mộ của cậu hai mà cúng kiến. Ngoài những dịp dỗ quải thì ông không cho phép bất kỳ ai trong nhà tổ chức cúng kiến, vì với ông như vậy là mê tín dị đoan, đó là thứ làm cho dân mụ mị thêm. Tư tưởng hiện đại như vậy là do nhờ ông được cha má cho đi học ở bên Tây từ lúc học xong đệ tam, tức là khoảng lớp 10 thời này. Học được 3 năm thì ông về lại quê kế nghiệp gia đình cho đến bây giờ. Trong ký ức của người làng Lai Hòa thì gia đình ông hội đồng là những người hiền lành, nhân đức. Có năm hạn hán, cha má hội đồng Tâm còn miễn tiền thuê đất cả một năm cho tá điện, giúp cho biết bao nhiêu cảnh đời nghèo khổ đói kém qua cơn đói khát. Hội đồng Tâm cũng học được cách sống lương thiện từ cha má mình, mà được người trong làng vô cùng quý mến. Ấy vậy mà chẳng biết do cái nghiệp gì mà đứa con đầu lòng của bà cả đã chết yểu đi, để rồi giờ đây lại là chủ đề bàn tán của thiên hạ. Nhưng cuối con đường hầm tâm tối lại có một tia sáng hy vọng. Sau khi hôn lễ của hội đồng Tâm kết thúc ít lâu sau thì bà hai cũng đã có thai. Gia đình ông hội như lại có thêm mùa xuân. Tháng 6, hoa lại đang độ nở sum suê nhất thì bà hai hạ sinh ra cô Ba Trân. Mặc dù chỉ là con gái nhưng lại nhất mực được ông hội yêu chiều. Có lẽ vì cô Ba Trân là một đứa trẻ lanh lợi, hoạt bát, nên ngay cả bà cả, người mà người đời vẫn thường hay nghĩ rằng bà sẽ không cam tâm chia sẻ hạnh phúc cho kẻ thứ ba, bà lại luôn yêu thương Trân như chính đứa con ruột của mình. Đôi lúc bà lại là người coi sóc Trân khi bà hai có việc phải đi cùng với ông hội. Thấy được tình thương của bà cả, cô Trân cũng từ lâu xem bà như mẹ đẻ của mình. Một buổi chiều của tiết lập hạ, khi những ngọn gió còn bẩn cợt trên từng khóm hoa nhại đang độ nở rộ, lắm lúc có cơn gió tinh quái lại lỡ quá tai, làm cho lác đác vài cành hoa rơi rụng. Khung cảnh đó thật khiến cho người ta không nỡ nào rời mắt đi. Gió mang theo hương hoa lại nhẹ nhẹ thoang thoảng đưa đi khắp căn nhà ngói ba gian của hội đồng Tâm, làm cho đám gia nhân đôi lúc lại xích xoa vì cái mùi hương quyến rũ ấy. Bà cả đang ngồi ở bộ bàn ghế được đặt gần khu vườn có cây hoa lại mà thưởng thức trà. Vừa để ngắm hoa, tâm thức của bà âm trầm đến lạ thường. Thứ trà bà đang thưởng thức là loại trà lại được chính gia nhân tẩm ướp theo lệnh của bà. Bà yêu loại trà này từ ngày chưa làm vợ ông hội. Rồi bà tìm hiểu phương pháp ướp trà, pha trà sao cho ngon, về truyền lại cho đám gia nhân trong nhà. Nói về việc ướp trà thì cũng quả là kỳ công. Người thợ sẽ phải dậy thật sớm, từ lúc những bông hoa lại còn căng mọng những hạt sương, lựa chọn những bông hoa còn chưa nở hết, những cánh hoa còn e ấp như cô gái xuân thị. Đặc biệt trong lúc hái phải tuyệt đối nâng niu, cưng nựng từng đóa hoa, vì nếu trụng mất cành hoa đi thì cũng sẽ khiến cho vị trà không được trọn vẹn. Sau khi đã lựa chọn được những búp hoa tinh túy nhất thì người thợ sẽ đem đi ướp. Thời gian thích hợp nhất là vào giờ Tuất. Thời gian này hoa lại sẽ tỏa hương ngào ngạt nhất. Để tăng thêm độ ẩm cũng như hậu vị cho trà, cần phải cho thêm cốt của cam thảo, ướp như vậy độ 3-4 lần, rồi sau đó mới đem đi sấy lên cho thơm. Khi sấy không được để nhiệt độ quá cao, dễ làm cho hương thơm tẩu tán đi mất. Hiểu được công phu làm trà cực nhọc, bỏ nhiều tâm tư của người thợ, nên mỗi ly trà như vậy được bà cả vô cùng trân quý. Bà nâng ly trà lên tay, từ từ nhấp từng chút một. Thứ trà này cần người uống phải là người biết thưởng thức. Khi uống phải uống thật chậm để cảm nhận từng mùi hương ngang ngát, cái chát đắng của vị trà, và cuối cùng là cái hậu vị ngọt ngào còn đọng lại trong cổ họng. Bất giác trên môi bà nở một nụ cười. Nụ cười mang một nét buồn sâu thâm thẳm như chính tâm tư của bà vậy. Tâm người bình bình an an, nhưng cảnh sắc bên ngoài đã có đôi chút gợn sóng. Cơn sóng cuộn trào dữ dội nhấn chìm cả thiện tâm còn sót lại của người ta.
Tháng 5 năm ấy, ông Hội lên cơn đột quỵ, phải nằm liệt giường sau một cú té ngã ở ngay cây hoa lại đó. Má ơi, má coi con bắt con cóc này á, dễ thương ghê chưa nè. Vừa nói, Trân vừa hí hửng cầm trên tay một con cóc chìa ra trước mặt bà Hai. Bà hốt hoảng thụt lùi ra sau. Ê, trời ơi, con làm trò gì vậy Trân? Bỏ nó ra đi, không dính mụn cóc bây giờ. Thiệt tình nó ra. Nghe nói vậy, Trân đành ngậm ngùi thả con cóc cho nó nhảy đi. Gương mặt lộ vẻ tiếc nuối. Con thấy dễ thương mà má. Vừa nói, con bé vừa phụng phịu, làm cho bà Hai cũng cảm thấy có lẽ hành động của bà vừa nãy làm con bé sợ chăng. Bà bước đến nhẹ nhàng cầm tay con, lấy tay chùi nhẹ lớp bùn đất trên mặt con bé, vén mái tóc cho gọn gàng hơn, rồi thỏ thẻ nói: má sợ con bị lây mụn cóc cho nên mới la con thôi, chứ má thương con lắm đó ra. Coi nè, mình mẩy lem luốc, tay chân đứt cát không vậy nè. Bạn ơi, bà gọi với ra phía sau bếp, kêu con bé gia nhân tên là Mận. Mận nghe tiếng gọi thì bỏ dở công việc đang làm, tức tốc chạy lên nhà trên. Dạ, bà cho gọi con. Nè, em dắt con Trân á ra phía sau tắm rửa sạch sẽ lại giùm chị nha, để chị còn đút thuốc cho ông nữa. Dạ bà Hai. Đi thôi cô Trân. Mận dắt tay Trân bước ra phía cái giếng sau vườn để tắm gội cho con bé. Trên đường đi, con bé Trân vẫn còn hơi giận dỗi mẹ vì lúc nãy đã la mình, nên đôi chân mày còn trâu lại, đôi môi thì trụ xuống. Thế vậy, Mận vừa đi vừa hỏi han: Sao vậy cô Trân? Bị bà Hai la nữa hả? Chị ơi. Giọng con bé như đang cầu khẩn điều gì đó. Mận dừng chân lại, ngồi chồm hổm trước mặt nó, đôi mắt mở to hết cỡ như để cố lắng nghe những gì con bé sắp nói ra. Má Trang với má cả, ai mới là má ruột của em vậy? Thì tất nhiên bà Hai rồi cô Trân. Mà sao cô lại hỏi vậy vậy? Em thấy má Trang đâu có thương em bằng má cả đâu, suốt ngày cứ la em hoài à. Còn má cả thì cái gì cũng chiều em hết á. Con cóc đó là má cả bắt cho em á, sao má em không hiền như má cả vậy chị Mận? Mận chợt khựng lại. Thì má cả thương cô, chiều cô, nhưng mà người thương cô nhất á, chỉ có thể là má ruột thôi cô Trân. Má cả làm sao mà thương cô bằng má ruột chứ. Thiệt vậy đà. Một tiếng nói âm trầm như ở cõi u minh vọng về. Là bà cả. Bà đứng ngay góc nhà, nơi Mận và Trân đứng đó không xa, đang nhìn Mận mà nở một nụ cười. Nhưng Mận cảm nhận được trong nụ cười hiền lành đó chính là một tâm tư sâu hút mà chẳng mấy ai hiểu được. Mận trung trảy vội quỳ xuống, dập đầu như thế sao: Dạ bà cả tha cho con, con lỡ lời chứ con không có ý như vậy đâu bà ơi. Bà cả khoan thai xuống nơi Mận và Trân đang đứng, vừa đi vừa nói, thái độ hòa nhã vô cùng. Có gì đâu, con nghĩ sao thì con nói vậy, ta hiểu mà. Mẹ nuôi thì làm sao bằng mẹ ruột chứ. Nhưng bởi vì ta chẳng thể có thêm mụn con nữa, nên đành phải xem con Trân đây như con ruột, một lòng muốn chăm sóc cho nó như chính con đẻ của mình vậy đó đà. Nói rồi cúi xuống nhìn Trân bằng ánh mắt trìu mến, trên môi còn nở ra một nụ cười hiền từ. Thôi đứng lên đi, coi như là lỡ miệng, lần sau đừng có nói bậy như vậy nữa nghe chưa. Ông nghe được ông lại trầy đó đà. Nói rồi bà lấy tay đỡ Mận lên. Mận thì vẫn lúng ta lúng túng, xin lỗi tríu trích, rồi vội vàng dắt tay Trân đi nhanh ra phía cái giếng. Chỉ còn bà cả đứng giữa khu vườn mênh mông rộng lớn. Tiếng gió vẫn gào thét qua từng khóm lá. Bầu trời mây đen kéo đến xám xịt, báo hiệu cho một cơn bão sắp ập tới. Nhưng cơn bão thiên nhiên làm sao mà khốc liệt bằng chính cơn bão lòng của bà cả lúc này. Bà Hai đang nhẹ nhàng nâng chén thuốc, dùng từng muỗng bón thuốc cho ông Hội. Từ sau cái lần ông trượt chân té ngã ở cây hoa lại, ông như người bán thân bất toại,
chân tay không còn cử động được gì nữa. Giọng nói thì trở nên ngọng nghịu, chỉ có đôi mắt vẫn giữ được vẻ tinh anh như thường ngày. Ông vẫn nằm đó, mở miệng cho bà hai đút từng muỗng thuốc vào, mà tâm can của ông sao đắng chát như vị thuốc ấy. Thoáng chốc, ông nhìn sang bà hai với đôi mắt đục ngầu đi. Ông đang khóc, khóe mắt ông hội chực trào ra những giọt nước mắt đầy tủi hận, trong đó vẫn là niềm thương cảm cho bà hai. Bà thấy ông khóc vội vàng lấy khăn lau đi, đôi mi của bà cũng chợt như nặng trĩu thêm. Kìa mình, cớ chi mình lại khóc chứ? Mình tráng lên, em có mời được ông đốc tờ giỏi lắm ở trên gia đình á, chắc nay mời ông về xuống tới, mình yên tâm nha. Cực thân mình quá. Ông hội đáp lời bà hai bằng chất giọng lơ lớ, vì lưỡi của ông bây giờ đã cứng đi phần nào sau cơn đột quỵ. Khóe mắt vẫn còn chảy ra từng giọt nước lăn dài trên đôi gò má. Bà hai cũng sụt sùi, vội lấy tay lau đi. Thôi, mình ráng uống hết chén thuốc này cho khỏe nghe mình. Không sao đâu, chuyện của tá điện có thằng Bủ nó trông nom giùm. Em còn sai thằng Tư chạy xuống xưởng gạo của mình ở miệt dưới coi sóc hết trơn rồi, mình yên tâm nghe. Rồi bà đặt tay âu yếm lên đôi tay chai sạn của ông. Ông bà nhìn nhau rồi mỉm cười. Nụ cười ấy như an ủi ông hội và tạo thêm niềm tin cho bà hai. Đột nhiên cái chén còn ít thuốc dở dang trên tay của bà hai tự nhiên như có ai đó gạt phăng xuống đất bể tan tành. Bà hai nghĩ là do mình sơ ý nên vội vàng cúi xuống giường nhặt nhạnh từng mảnh vỡ. Theo quán tính, bà chợt nhìn sâu vào trong khoảng tối ôm đen kịch dưới gầm giường. Có một đôi mắt màu đỏ rực đang lơm lơm nhìn bà. Bà thất kinh bật ngửa ra sau, miệng ấp úng kêu lên không thành tiếng. Đôi mắt bà trợn tròn như cố nhìn cho tỏ tường xem thứ ấy là thứ gì. Nhưng chỉ một cái chớp mắt thôi, đôi mắt đỏ quái dị ấy đã biến đi đâu mất rồi. Bà hai đặt tay lên ngực thở ra hồng hộc, đôi mắt láo liên nhìn khắp căn phòng. Ngồi một lát lấy lại trấn tĩnh, bà mới dám đứng lên bước đến bên giường của ông hội. Ông hội quay sang nhìn bà như thầm hỏi han vợ. Bà lắc đầu trấn an ông. Em thấy con chuột cho nên sợ thôi à. Thôi mình nghỉ ngơi đi, có thằng Năm nó ngủ canh mình đó, cần chi thì mình cứ biểu nó kêu em nha. Rồi bà thu dọn đóng chén bể bước về phòng. Trống ngực của bà vẫn còn đập lên dồn dập, lòng bà vẫn hy vọng đó chỉ là một con chuột to nào đó thôi. Bà hai đi rồi, căn phòng chỉ còn mình ông hội. Hình như ngoài kia sắp có bão thì phải. Ông nghe tiếng gió thét gào qua khung cửa sổ, tiếng lá, tiếng cành cây rơi rụng nghe chang chát. Ông nhìn ra hướng cửa sổ đang mở tung hai cánh ra. Bây giờ cái việc bước đến đóng cửa sổ thôi đối với ông như là một phép thần thông nào đó. Cảm giác bất lực lại trào dâng lên. Ông hạ thấp khuỷu tay của mình xuống làm điểm tựa, rồi từ từ trở mình cốt yếu để ngồi dậy. Nhưng vô vọng, ông không thể đỡ nổi thân của mình lên, chứ đừng nói đến là đi tới đóng cửa sổ. Đang lầy quầy trong cơn tuyệt vọng thì cánh cửa phòng từ từ đẩy ra. Cánh cửa kêu lên chinh chích, kèm theo âm thanh của tiếng bản lề rỉ sét, tạo ra một thứ thanh âm rợn ngợp. Một cái bóng đen từ từ hiện ra, làm cho ông hội thảng thốt. Là thằng Năm. Nó theo lệnh bà hai đến ngủ canh cho ông. Nó vừa đẩy cửa vừa tiếu tít nói. Chào bẩm ông, con theo lệnh của bà hai tới để hầu ông. Ông cần gì ông nhớ nói con nghe ông. Ý trời, sao con bảo hả ta? Nói rồi nó bước nhanh đến khung cửa sổ, nhìn ra phía sau khu vườn nơi có bia mộ của cậu hai. Khung cảnh sơ sát tiêu điệu, cây lá ngã rạp, gió lốc bay tứ tung. Bỗng nhiên nó đưa tay lên dụi mắt mấy cái, rồi mở to hai con người trông ra phía ngôi mộ của cậu chủ yếu mệnh. Bất chợt nó thẳng thốt giật lùi ra phía sau, la lên oai oái. Có mà. Ngoài kia, phía ngôi mộ của cậu hai, một cái đầu trẻ con nhô lên khỏi nắm mộ, mắt mở trừng trừng nhìn nó. Đặc biệt đôi mắt ấy có màu đỏ tươi như máu. Nó sợ hãi bật ngửa đến bất tỉnh, nằm lăn quay giữa phòng.
Bên ngoài trời bắt đầu mưa nặng hạt. Từng hạt mưa như đang giận dỗi mà nhảy tanh tách trên mái của căn nhà ngói ba gian. Bận đang lau khô người cho con bé Trân, cho bận cho nó bộ đồ bà ba màu đỏ. Con bé thích lắm, xoay vòng mấy hồi thì mới để cho Mận buộc lại mái tóc. Đang định bụng buộc tóc cho cô chủ nhỏ thì bất ngờ nghe tiếng la thất thanh từ phòng ông Hội. Mận mới tá quả chạy đi lên. Người trong nhà nghe thấy cũng vội vàng kéo nhau mà ùa đến. Phút chốc người đã đứng kín trước cửa phòng ông Hội như chờ phát gạo. Bà cả bà hai cũng vừa kịp chạy đến nơi, xua đám gia nhân hóng chuyện đi làm việc. Bà cả nhanh chân bước vào trong phòng thì thấy thằng Năm ngã bất tỉnh trên nền gạch giữa nhà. Thấy thế, bà nhanh nhẹn bước đến bên giường ông Hội xem ông có bị thương tích gì hay không. Bà hai thì đến đánh thức thằng Năm dậy. Mặc cho bà hai và Mận kêu đến khản cổ, nó vẫn cứ nằm trơ trơ ra. Cho đến khi bà hai tát cho một cái đau điếng, nó mới bật dậy mà la làng: Bơ người ta, mà đánh người. Nhìn kỹ lại, thấy trước mặt mình là bà hai đang cau mày khó chịu. Bên cạnh là Mận đang bụm miệng cười mà nó ngơ ngác, vội vàng đưa tay lên gãi cái đầu ổ quạ của mình. Nó nói: Dạ thưa bà, con vô thăm ông theo lệnh bà. Trời ơi, bước vô thì thấy cái cửa sổ chưa có đóng cho nên mới tính đóng lại. Nào ngờ tiện mắt nhìn ra mộ của cậu hai thì... Bà cả nghe thấy thế liền sửng sốt: Mày thấy cái gì? Dạ con thấy có... Làm cái gì mà ấp áp bốn vậy ra? Nói nhanh lên coi. Bà cả cáu giận: Dạ con thấy có cái đầu vú lên trên nấm mộ của cậu đó bà ơi. Con xin thệ cái đầu đó là của con nít. Đã vậy con mắt của nó còn đỏ trực y như máu vậy đó bà. Vừa nói, thằng Năm vừa đưa tay chỉ lên trời, ý thề thốt. Tất cả những người trong phòng đều chết lặng cả đi. Bà cả thảng thốt, vội vàng chạy ngay đến ô cửa sổ nhìn ra ngôi mộ của con mình, nhưng dĩ nhiên chẳng thấy gì cả. Bà hai đôi tay vẫn còn run run. Bà nhớ đến đôi mắt mà mình nhìn thấy khi nãy ở dưới gầm giường, bà không khỏi sợ hãi. Chắc dòng gió cho mày trong gà quá cuốc đó, chứ nhà này làm xưa giờ làm gì có. Chưa nói hết câu thì cánh cửa sổ đột nhiên đập thật mạnh vào, làm bà cả, người đang đứng gần đó, không khỏi hoảng hồn. Bà hai tráo hoảnh nhìn căn phòng khắp lượt, rồi mới định thần lại nói tiếp: Thôi mày ra sau rửa mặt cho tỉnh táo đi, để mà còn hầu ông. À chị cả, để em nói con Mận đưa chị về phòng nghỉ ngơi nha. Ở đây có em lo cho ông được rồi. Em ở lại lo cho ông dùm chị nha. Dạo này không hiểu sao chị cứ bị nhức đầu hoài đó. Để mai ông doctor xuống á, em nói ông qua khám luôn cho chị nha. Tâm sự chị nhờ em vậy. Rồi bà nắm lấy tay bà hai, vỗ lên nhẹ nhẹ, sau đó theo chân con Mận đi về phòng. Nãy giờ thấy sự rối rắm trăm bề nên bà hai chẳng để ý đến con bé Trân đang ngồi co ro trong một góc. Bà bước tới xoa đầu vuốt ve con gái: Nè, có má ở đây, đừng có sợ nghe không. Mà nè, bữa nay con chưa tới nói chuyện với cha đó. Con bé nghe vậy mới tự tốn bước đến bên giường, nắm lấy đôi tay của ông Hội mà thủ thỉ: Cha ơi, cha đỡ bệnh chưa? Ông Hội không trả lời, chỉ nhẹ nhẹ lắc đầu. Khi nào cha khỏe, cha dắt con với má đi lên huyện coi hát nha cha. Ông Hội chỉ lặng lẽ gật đầu mà nước mắt tuôn rơi. Trong lòng ông dường như đã hiểu được rằng có lẽ từ bây giờ ông không thể nào thực hiện được lời hứa với con gái của ông nữa rồi. Thường thì nếu như con người ta đã đến với tận cùng của sự đau khổ, người ta dễ bị rơi vào khủng hoảng tinh thần. Không biết bà cả có bị như vậy hay không, chứ gia nhân đứa nào cũng thấy bà càng ngày càng đẹp ra. Nhưng có điều hành tung cũng lắm phần cổ quái. Dí như có lần, một bà vú của cô Trân đang nửa đêm đột nhiên chột bụng phải đi tiêu, thế nào mà lại thấy bà cả đang ngồi ở ngoài mộ cậu hai lẩm bẩm như đang cầu khấn gì đó. Ban đầu bà ta cứ tưởng là ma, quá ra là không phải.
Thế là hôm sau bà liền đem chuyện này đi kể cho bọn gia nhân trong nhà. Đám gia nhân lại có thêm chuyện để bàn tán. Kẻ thì cho rằng bà cả nhớ con quá như vậy, kẻ thì bảo bà chơi bùa ngải yếm lên người con của mình, nên tối đến phải ra ngoài đó cho ngải ăn. Biết bao nhiêu câu chuyện được thêu dệt ra để thỏa mãn sự tò mò của họ. Dường như câu chuyện của bà Ba Xuân ngày đó đã chìm dần vào quên lãng, nên bọn họ không thể ngờ được hậu quả của nó. Một buổi sáng nọ, người ta phát hiện ra bà vú già treo cổ chết trên cây nhãn cổ thụ phía sau vườn, gần ngôi mộ của cậu hai. Khi người ta tìm thấy thì người bà ta đã đông cứng ngắc, lưỡi thè dài ra cả tấc, mắt trợn ngược lên. Nhưng kinh dị nhất là ở trên cổ bà ta không hiện ra cái vệt dây thần, mà lại xuất hiện dấu hằn của 10 ngón tay tím đen, như thể bà ta bị bóp cổ chết chứ không phải là do tự tử. Bọn gia nhân trong nhà kinh sợ, kẻ thì xin nghỉ, kẻ thì ra mộ cậu lại lục xin tha, gây nên một sự quan mang cho người làng Lai Hòa. Bữa nay gió bất dậy, từng cơn gió thổi nhẹ nhẹ đưa từng hương hoa lại đi khắp nơi. Hương thơm ấy có lúc nồng nàn, có lúc mơn trớn trong từng hơi thở. Gió bất là loại gió độc, không tốt cho sức khỏe. Người ta thường bảo gió bất là mang lại điềm chẳng lành là như vậy. Ấy thế mà trước sân, nơi bàn gỗ đặt gần cây hoa lại, lại có một người phụ nữ đang ngồi thản nhiên nhâm nhi ly trà. Thật là cố chấp. Chị cả à, ngoài này gió lạnh lắm, chị vô trong đi, khéo lại bệnh thì khổ đó ra. Bà hai nhanh nhẹn bước ra, ân cần đưa cho bà cả một tấm áo bông để bà khoác lên người. Chị không sao mà, uống trà lại thì phải ngồi đây ngắm hoa như vậy á, thì trà uống mới vô mới ngon được chứ. Dạ, vậy thôi chị bận thêm cái áo này vô nha, để giữ ấm. Em đi vô trong á. Ừ, em vô đi, lát chị vô. Dạ. Rồi bà hai quay bước vào trong. Còn phần bà cả, bà nhìn bầu trời khắp lượt, rồi chợt mỉm cười. Hình như hôm nay là rằm thì phải. Nói xong, bà cầm chén trà đưa lên miệng, hớp một ngụm to. Mận lây quay nấu nướng cùng với bà quản gia một lát, rồi cũng đi dọn được hai mâm cơm cho gia đình ông Hội. Bà quản gia là người hầu trước đây của bà cả, được theo bà cả về đây để hầu hạ. Bà thứ năm lại thêm nước da đen nhẽm, nên từ nhỏ mọi người xung quanh gọi bà là bà Năm Mội. Bà Năm đưa tay xới nồi cơm đang nghi ngút khói trước mặt mà tấm tắc khen. Chà, con Mận bữa nay nấu cơm ghê, ngon ghê ha. Coi nè, trái vàng ươm mà, lấy chồng có bầu được rồi nghe bay. Bà Năm cứ ghẹo con hoài, con thì ai mà thèm ưng chứ. Tao mà có con trai đó hè, tao hốt mày liền á. Phải mà được làm dâu bà Năm chắc sung sướng dữ lắm đó. Bà nhìn mấy miếng cơm trái này tao thấy buồn ghê mày. Mấy cái trái như vậy hồi đó ông thích ăn lắm, mà vợ thì... Thôi Năm đừng nói vậy, bà cả với bà hai nghe được rầu thêm á. Tao quên. Thôi bày bưng cái mâm này lên cho hai bà đi, tao bưng cái này vô đút cho ông ăn. Dạ. Nói xong, Mận nhanh chóng sắp thêm mớ đũa đem lên gian nhà chính bày biện. Bà Năm cũng nhanh chóng mang lên cho ông Hội. Vừa đi bà vừa thầm nhẩm đếm. Thấm thoát vậy mà cũng gần 20 năm bà theo chân bà cả về căn nhà này. Bà còn nhớ lúc bà vừa mới 10 tuổi, bà đã vào nhà của bà cả. Cái lúc mà cha của bà cả bây giờ chỉ mới vừa mới lên 6 thôi. Giống nhà bà cả cũng là dòng dõi trăm anh tế việt ở dưới Phong Dinh, cho nên người ăn kẻ ở trong nhà đông đúc lắm. Ngày bà chân ướt chân ráo mới vô, liền bị đám người làm ướt khiếp đủ điều vì cái làn da đen nhiễm của mình. Chúng bảo là dân mội trợ và không cho bà ăn, bắt bà đi gánh nước chẻ củi. Với một đứa trẻ 10 tuổi thì làm sao mà chịu đựng được chứ. Ấy vậy bà vẫn có thể vượt qua được. Và còn ngạc nhiên hơn, từ khi bà vào làm được dăm ba hôm, lại có những tên gia nhân trong nhà bị mất tích đi. Thời ấy ở miệt đó, xung quanh toàn là rừng cây âm u,
Tất cả mọi người đều đơn giản nghĩ rằng rất có thể bọn họ bị cọp vô khi đi lấy củi mất rồi. Cũng chẳng ai tốn thời gian đi tìm kiếm, vì với họ bây giờ lo miếng cơm cho mình còn khó, huống chi là lo mạng sống của người khác. Thế là những người mất tích ấy mãi mãi chẳng ai biết được tung tích. Ngày qua ngày, bà Năm lớn lên trong sự khinh miệt và kỳ thị của những kẻ ăn người ở trong nhà. Cả một thời thanh xuân, bà một mực tận tụy với bà cả, cho đến ngày hôm nay cũng tính ra đã ngót nghét một đời người rồi. Bất giác bà nhìn ra cây hoa lại. Cái lại này được bà cả gieo trồng từ ngày mới về nhà ông Hội. Và chẳng hiểu bà nhìn thấy cái gì mà để lại một cái nhìn sắc lạnh về phía cây hoa lại. Không có gió, nhưng chẳng hiểu sao cây lại lung lay dữ dội, làm hàng tá bông hoa rơi trắng gốc cây. Bà Năm cũng chẳng thèm để ý, cứ đi thẳng đến phòng ông Hội. Bà nhanh chóng đẩy cửa vô, và bất ngờ bà chết đứng đi. Mâm cơm trên tay không biết từ bao giờ đã rơi xuống vỡ tan tành. Trước mặt bà, ông Hội đang đu bám trên trần nhà như một con thằn lằn. Cổ ông ta xoay hẳn ra phía sau, nhìn chòng chọc vào bà với một đôi mắt đỏ trực như mắt quỷ. Bà Năm khuỵu xuống, thụt lùi ra sau, miệng vẫn cứ há hốc lên nhưng không tài nào kêu la được gì. Phía trên kia, ông Hội trừng mắt nhìn bà phát ra những tiếng gầm gừ như loài dã thú. Phải mất một lúc sau, bà Năm mới bò ra được khỏi cửa mà hô hoán người trong nhà đến. Nghe tiếng kêu cứu của bà, mọi người cũng chạy ùa tới nơi. Ngay khi nhìn thấy được cảnh tượng kinh dị trước mặt thì không khỏi thảng thốt, hãi hùng. Bà cả thất kinh, ngất xỉu đi tại chỗ. Chỉ có bà Hai là giữ được bình tĩnh. Cũng phải thôi, bây giờ chỉ còn mỗi bà là trụ cột trong nhà. Bà phải cố gắng mạnh mẽ lên mà thôi. Nếu không thì cả chồng bà, con gái của bà sẽ phải như thế nào đây? Bà bảo con Mận đi lấy chuỗi tràng hạt trên bàn thờ gia tiên xuống cho bà. Khi có được chuỗi tràng hạt trong tay, bà bạo dạn bước vào trong phòng, vừa đi vừa đọc kinh Phật, tay thì lần chuỗi tràng hạt. Trán bà lấm tấm mồ hôi, đôi mắt châu lại như đang gắng sức lắm. Đôi chân có lúc ngập ngừng bước đi, rồi lại thụt lùi lại, nhưng vẫn trung chảy chọn bước về phía ông Hội. Nghe tiếng thất kinh, ông Hội càng điên tiết lên hơn, gương mặt tỏ vẻ sự đau đớn lắm. Ông Hội rơi xuống nền đất một cuốn trời giáng, rồi quằn quại như đĩa phải vôi. Bà Hai tuy xót chồng nhưng vẫn không ngừng tụng niệm. Thấy ông bắt đầu có dấu hiệu thuyên giảm, rồi từ từ mắt nhắm nghiền lại. Tiếng gầm gừ cũng không còn, làm lòng bà thêm nhẹ nhõm. Lúc này bà Hai điềm tĩnh bước tới gần ông. Tất cả mọi người đứng bên ngoài như nín thở chờ đợi. Bà càng bước đến gần ông hơn. Một bước, hai bước. Bất thình lình ông Hội mở trừng mắt lên. Ông ta bật cười một tràng khanh khách, rồi hất văng chuỗi tràng hạt ra xa. Chuỗi tràng hạt rơi vào một góc phòng, hạt rơi ra văng tung tóe. Bà Hai chưa hết kinh hãi thì bất ngờ cánh cửa phòng ông đóng sầm lại. Đám người bên ngoài hoảng hốt chạy đến đập cửa phòng ra. Bên trong bà Hai kêu gào thảm thiết, chạy ngay đến cánh cửa. Mặc cho những tiếng đập, có người còn dùng cả búa, cả dao trựa, nhưng chẳng hề suy xuyển được cái cửa. Con bé Trân nãy giờ trốn ở một xó, bây giờ mới chạy đến trước cửa phòng ông Hội mà gào khóc tên mẹ nó. Bà Hai bất lực quỳ thụp xuống, nước mắt chảy ra giàn giụa, nhìn chồng mình đang tra sức cười hả hê. Đôi mắt ông đỏ ngầu nhìn xoáy vào bà. Bà Hai tuyệt vọng quỳ thụp xuống, van lại con quỷ trong người ông. Ông Hội cười lên gian tà, rồi từ từ bước đến gần. Càng đến gần hơn, bà Hai như cảm nhận được từng cơn lạnh thấu xương len lỏi vào từng ngóc ngách cơ thể. Bà co rúm người sợ sệt từng giây, chuẩn bị cho cái chết của chính mình. Đám người bên ngoài vẫn điên cuồng ra sức đập phá. Con bé Trân gào khóc lớn hơn, mặc cho con Mận và bà Năm ra sức dỗ dành nó. Bỗng nhiên từ trong phòng ông Hội phát ra tiếng gào trú đau đớn của bà Hai. Tất cả những người chứng kiến được không khỏi chạnh lòng. Đám người càng điên tiết đập phá cánh cửa mạnh bạo hơn. Khi mà ai nấy đều cảm thấy tuyệt vọng tột cùng, thì cánh cửa kiên cố từ nãy tới giờ
tự động từ từ mở ra. Mọi người lùi lại thủ thế đề phòng. Rồi từ bên trong căn phòng tối tăm, bà Hai bước ra với tóc tai rủ rượi, khuôn mặt thất thần. Trên chiếc áo bà ba màu trắng lấm tấm máu tươi. Chưa kịp có ai chạy đến hỏi han, bà đã đổ gục ra trước cửa phòng. Mọi người hoảng loạn nháo nhào chạy đến đỡ bà lên. May phước bà vẫn còn sống. Bà Hai tỉnh rồi mọi người ơi. Tiếng con Mận vui mừng treo lên giữa đêm khuya. Bà Hai mệt mỏi lồm cồm ngồi dậy. Đôi tay đang bị băng bó làm bà đôi chút nhăn nhó. Con Mận bước nhanh đến đỡ bà rồi liến thoáng nói. Con mừng quá bà ơi. Con cứ tưởng à, bà ơi, cô bà Trần nãy giờ cứ khóc đòi bà đó. Để con đi kêu cổ tới thăm bà nghe. Bà Hai không nói gì, chỉ gật đầu nhẹ nhẹ. Sực nhớ ra chuyện gì đó, bà quay sang níu tay con Mận. Mận à, ông sao rồi? Ông có sao không con? Dạ ông không có sao hết đó bà. Ông nằm ngủ bên phòng á. Bà Hai cũng không hỏi gì thêm. Khi con Mận vừa quay bước vụt chạy đi, bà cũng rơi vào trầm tư. Đến bây giờ bà vẫn không khỏi kinh hoàng vì chuyện xảy ra lúc nãy. Bà nhìn xuống bàn tay được băng bó trắng hiếu của mình mà từ từ nhớ lại. Lúc đó ông Hội đã bước đến trước mặt bà. Từng luồng khí lạnh như sọc thẳng đến tim gan của bà. Đôi mắt ông đỏ ngầu, nhìn trừng trừng vào bà. Bà Hai nhìn quanh quất để tìm lối thoát cho bản thân. Bất giác bà chạm phải một vật hình tròn, nho nhỏ. Bà chợt nhận ra đó là một tràng hạt bị rơi ra lúc nãy. Lúc này bà mới sực nhớ đến sự linh diệu của chuỗi tràng hạt này. Bằng sự gan dạ còn sót lại chút ít, bà nghĩ đến một ý nghĩ táo bạo, là hy sinh bàn tay của mình mà nhét tràng hạt vào miệng ông. Và tất nhiên bà đã thành công. Con quỷ trong người ông Hội bị bất ngờ nên ra sức cắn chặt tay bà Hai. Trong lúc đó tràng hạt bắt đầu chui tọt vào cổ họng của ông. Con quỷ gào trú kinh hoàng được vài tiếng rồi tắt liệm đi. Ông nằm vật xuống đất, còn bà Hai thì nén đau bước đến mở cửa cầu cứu. Nhớ lại, bà còn nổi hết cả da gà lên. Bà cả sau cơn ngất xỉu thì ngồi bật dậy la lên oai oái. Bà Năm nãy giờ túc trực bên cạnh, thấy chủ nhân của mình kinh hãi thì vội chạy tới trấn an. Bà cả, mọi chuyện xong rồi, đừng lo mà, không sao đâu đã. Ông sao rồi? Không sao rồi bà. Ông đang nằm ngủ bên phòng đó. Vừa nãy có phải ông bị vong nhập không cô Năm? Ngập ngừng hồi lâu, bà Năm mới nhẹ nhàng gật đầu xác nhận. Lúc này bà cả càng thản thốt hơn. Tại sao ông lại bị nhập chứ? Trước giờ nhà này làm gì có ma quỷ đâu. Với lại tôi ngày nào cũng thắp hương cúng kiến ông bà. Nhà có cửu quyền, thổ công, thì làm sao có ma quỷ nữa. Bà cả, nếu như dòng bên ngoài á, thì ắt hẳn phải có người mời vào thì mới vào được. Còn không thì chỉ có thể là dòng trong đất nhà này thôi. Bà cả trợn mắt tức giận. Cô Năm, ý cô là sao? Không lẽ cô nói con trai tôi sao cô Năm? Mận chi thì nó cũng là con của ông. Không thể nào nó làm như vậy sao? Tôi cũng chỉ giả dụ vậy thôi. Bà đừng có giận hờn tôi chi mà tội tôi. Cô Năm à, tôi xem cô như người thân trong nhà. Mười mốt cô ăn nói cẩn trọng giùm tôi nha. Thôi để tôi qua coi ông sao đã. Dạ bà cả. Rồi bà cả đi dội sang bên phòng của ông. Bà Hai cũng qua chăm sóc ông từ lúc nào. Bà lặng lẽ sâu chuỗi hạt rồi bỏ dưới gối của ông nằm, cốt yếu để ông tránh xa khỏi các thế lực tà ma. Vì có lần một vị sư trụ trì đã nói với bà rằng, nếu như một người đã bị nhập thì rất dễ bị nhập lần tiếp theo. Chuỗi tràng hạt đã cứu nguy cho bà lúc nãy cũng là do vị sư thầy đó đưa cho bà. Lúc đưa chuỗi hạt cho bà, sư còn dặn dò thêm. Ta nhìn thấy bà ấn đường xăm đen, gia đạo về sau sẽ có nhiều tai ương. Ta có chuỗi hạt này gửi đến thi chủ, ngày ngày để trên bài vị gia tiên tụng kinh trì chú, ắt sẽ có ngày dục đến. Bạch thầy, thầy có thể nói cho con biết tường tận hơn đó.
thiên cơ bất khả lộ, sinh diệt cũng bởi ý trời. Ta cũng chỉ có thể giúp đỡ bà đến vậy thôi. Phần còn lại phải trông cậy vào nghiệp báo của bà xem như thế nào. Rồi sư trụ trì quay lưng bước đi, miệng vẫn còn văng vẳng một câu thơ: hung hiểm bởi do ý trời, ác nghiệp cũng bởi khởi từ chữ duyên. Bà Hai tần ngần hồi lâu rồi cũng quay bước trở về. Bây giờ nghĩ lại những lời nói của vị sư, bà không khỏi trùng mình. Không lẽ lời ông ấy nói sắp thành sự thật rồi hay chăng? Bà vội buông bỏ suy nghĩ đó đi, đi đến dặn dò thằng Năm thêm vài điều rồi về phòng với con bé Trân. Con bé thấy mẹ thì vội vàng chạy tới níu tay bà. Sao má dặn con đi ngủ trước rồi mà? Thôi, con muốn ôm má ngủ à, con sợ. Chuyện qua rồi, má hứa sẽ không bao giờ xa con đâu, chịu không? Nghe vậy con bé Trân cười tít mắt lại. Đột nhiên nó nghĩ ngợi cái gì đó rồi quay sang hỏi bà Hai: Má ơi, có phải cha có thêm vợ nữa không má? Bậy, sao con nói vậy? Bộ có chuyện gì sao? Tại sáng á, con nhìn thấy dưới chân của cha có cô nào ngồi lên á. Hả? Con nói gì? Con thấy ai? Dạ, con thấy có một cô nhìn con cười cười á. Nghe tới đây, bà không giữ nổi bình tĩnh nữa rồi. Bà ngồi bệt xuống, ánh mắt thất thần nhìn con bé không nói ra lời. Bà kéo Trân sát lại thì thầm hỏi: Con thấy cô đó làm sao? Nói cho má biết đi. Thì cô đó tóc dài thiệt dài, mặc bộ đồ giống má với con nè, mà không có bông hoa gì hết trơn. Màu trắng phải không con? Như vậy á. Mà cổ dơ lắm, tóc tai xù vậy nè, chùi trăng cổ dài tới cầm luôn á má. Nhìn xấu quắc à, chứ không có đẹp như má đâu. Vừa nói, con bé vừa quơ tay múa chân diễn tả. Bà Hai càng đâm chiêu hơn. Chuyện ông Hội bị nhập chưa giải quyết xong, nay lại thêm chuyện này, làm bà không khỏi rối rắm. Rốt cuộc cái dông quỷ mà con bé Trân nhìn thấy có phải dông quỷ đã nhập vào ông Hội hay không? Tại sao nhà vốn đang yên bình lại liên tiếp xảy ra những câu chuyện quỷ dị? Hàng loạt những câu hỏi cứ xoay vần xung quanh bà Hai. Bà chẳng biết phải giải quyết cái mớ bồng bông này như thế nào đây. Con bé Trân thấy mẹ chẳng nói năng gì thì lay vai mẹ vài cái. Má ơi, con buồn ngủ. Vừa nói nó vừa dụi mắt. Bà Hai thấy vậy cũng đứng lên, chắc díu con đến giường nằm xuống cho nó ngủ. Bà cứ nằm đó trằn trọc mãi không thôi, không tài nào ngủ đi được. Con bé Trân nằm kế bên đã ngủ từ lúc nào, nhìn con yên bình đến như vậy làm bà cảm thấy trong lòng có đôi phần dịu lại. Bà xoay qua dịu dàng ôm con bé, cho cũng từ từ chìm vào trong giấc. Ngoài kia, nơi cây hoa lại đang ngào ngạt tỏa hương thơm quyến rũ, từng tiếng dế kêu hòa vào tiếng gió lao xao, tạo nên một khúc nhạc dân dã đồng quê tru hồn người. Trong khung cảnh êm đềm đó, cây hoa lại nhà ông Hội lại vô cùng nổi bật bởi sắc trắng của những bông hoa lại, và bởi có thêm một dáng người mặc áo trắng toát đứng bên cạnh cây hoa. Gió vẫn cứ cào thét trên cao, bóng người đó cứ từ từ bước đi về phía nhà ông Hội đồng, từng bước một, rồi tan biến vào hư không. Sáng sớm tinh mơ, tiếng chim hót ríu rít ngoài phía cửa sổ. Bà Hai choàng mình tỉnh dậy, bất ngờ tay bà quờ quạng thì không thấy cô ba Trân đâu cả. Bà vội vàng bật người dậy, linh cảm có chuyện chẳng lành. Bà bật tung cửa, miệng thì không ngừng gọi tên con, hoang mang tột độ vì không thấy con gái. Bà cũng chẳng để ý xung quanh nên không thể để ý có điều khác thường. Mỗi hôm tầm giờ này đáng lý ra gia nhân kẻ tra người giàu tấp nập, ấy vậy mà hôm nay ngôi nhà giống như bị bỏ hoang, không hề thấy một bóng người. Bà Hai không biết linh tính như thế nào mà lại chạy thẳng ra cổng, nơi có cây hoa lại đang ở đó. Bà mừng như vớ được vàng khi nhìn thấy Trân đang đứng nhìn chăm chăm vào phía cây hoa. Bà vội vàng chạy ngay đến con, nhưng đột nhiên chân bà chùng lại
khi ngay phía sau trần có bóng một người đàn bà mặc bộ bà ba trắng đang dùng hai hốc mắt trũng sâu nhìn chòng chọc vào bà hai. Bà ta nhìn bà hai mà mỉm cười, nụ cười ngoác ra tới tận mang tai, làm lộ ra hai cái nanh dài đến cằm. Bà hai như chết sững đi, tay chân bà rụng rời. Trước mặt bà, con quỷ đang từ từ vươn dài đôi tay đầy lông lá đen đúa của mình ôm chầm lấy con bé Trân. Miệng nó vẫn không ngừng tuôn ra những tràng cười ghê rợn, càng ngày càng trách toạc ra hơn. Từ trong miệng của nó, dồi bò bắt đầu lúc nhúc bò ra. Bà hai vội vàng kêu lên thảng thốt: Mày là ai? Thả con tao ra! Mày biết tao mà à? Mày, không lẽ mày là con quỷ nhập vào chồng tao? Tại sao mày làm như vậy? Gia đình tao có tội lỗi gì với mày chứ? Tao cần máu người. Đáng lẽ ra tao tính bắt mày, mà hên cho mày. Thôi, mày cho tao con của mày nghe. Nó không kịp để cho bà hai phản ứng, đôi bàn tay quái dị của nó chụp lấy thân hình con bé. Rắc, xẹt, cả thân hình bé Trân bị xé toạc đi trước mặt bà hai. Máu phúng ra tung tóe, từng bộ phận bị xé rời đi rồi vung vãi trên nền sân. Riêng cái đầu con Trân thì lăn lông lóc dưới chân của bà. Bà hai chẳng thể thốt ra một điều gì, đôi mắt đầy căm hận nhìn vào con quỷ dữ. Hai khóe mắt bà đỏ ngầu tức giận lên, đôi môi đã bị bà cắn đến bật máu ra. Bà điên tiết gào lên như một loài dã thú. Đầu gối bà đập xuống nền gạch lạnh băng, đôi tay trung rẩy từ từ chạm vào gương mặt thơ ngây của đứa con. Đầu nó bê bết máu là máu, tóc tai rũ rượi, phần cổ bị xé ra nham nhở. Đôi mắt to tròn ngày nào giờ lại mở trừng trừng nhìn xoáy vào bà. Bà ôm đầu của con mình vào lòng, gào lên thảm thiết. Phía bên kia, con quỷ cười lên hả hê. Nó còn cầm lấy cái tay bé nhỏ của con bé, đưa lên gầm lấy gầm để. Bà hai phẫn uất đặt đầu con xuống vào trong một góc, rồi đứng phắt lên, trừng đôi mắt nổi đầy tia máu, nhìn con quỷ mà nghiến răng. Hai bàn tay của bà siết chặt thành nắm đấm. Tại sao? Tại sao mày lại hại con tao? Đột nhiên con quỷ quăng cánh tay con bé sang một bên, cất lên cái giọng lanh lảnh, nghe đến lạnh người. Tao đã nói rồi, tao cần máu người sống. Nếu mày cho tao thì con mày đâu có chết chứ. Nó nói rồi thì cười lên đầy khoái trá. Hôm nay tao sống chết với mày. Bà hai gằn giọng rồi lao đầu chạy đến phía con quỷ, quyết sống mái với nó. Con quỷ vẫn không ngừng cười lên âm vang cả một vùng. Bà hai vẫn tiếp tục lao đến. Bỗng nhiên khung cảnh xung quanh bắt đầu mờ dần, rồi từ đâu có một vệt sáng bay đến. Bà hai mở choàng mắt, ngồi bật lên. Quá ra là một cơn mưa. Người bà tuôn mồ hôi ướt cả áo. Bà lật đật quay sang con bé Trân. Thật may, nó vẫn còn thở đều, ra chiều ngủ ngon lắm. Bà thở phào nhẹ nhõm, vội vàng đắp phủ lên cho nó cái mền bông, rồi tuột xuống giường đi ra ngoài. Bây giờ đã là giờ dần, trời cũng tờ mờ sáng. Dưới bếp cũng đã nghe được tiếng lục đục nấu nướng của bà Năm với con Mận. Bất giác bà hai nhìn ra ngoài cây hoa lại trước sân. Chẳng biết bà nghĩ gì mà cứ nhìn chăm chăm vào cái cây. Con Mận từ dưới bếp đi lên thấy bà đang tra chiều đăm chiêu lắm, nên nhẹ nhàng gọi. Dạ thưa bà đói chưa? Hay con chọn đồ ăn cho bà ăn trước nha. Thôi, chị chưa có đói. Em cứ mần việc của em đi. Lát rồi ông dậy dọn luôn một lần. Dạ bà. Mận gật đầu chào bà hai rồi đi về phía gian bếp. Chỉ còn lại bà hai, bà nhìn về hướng cây hoa lại, ra chịu ưu tư. Theo lời hẹn, ông đốc tờ từ trên gia đình đến nhà ông Hội để thăm khám. Sau một hồi thăm khám, ông ta tìm gặp hai bà mà lắc đầu tỏ vẻ bất lực. Bà cả gặng hỏi: Sao vậy đốc tờ? Ông nhà tôi sao rồi? Bệnh tình của ông nhà trầm trọng lắm đã. Không khéo
Ý ông là sao? Có thể từ nay về sau ông Hội không thể trở lại bình thường được nữa. Chỉ có thể nằm như vậy thôi. Tôi sẽ kê một ít thuốc bổ để cho ông có thêm sức. Bây giờ chỉ chờ kỳ tích thôi. Bà cả nghe xong thì ra chịu buồn rầu, sai gia nhân tiễn đốc tờ ra vậy. Dạo gần đây, bà hai cảm nhận được cứ vào buổi chiều tối, ngôi nhà ba gian này lại càng trở nên âm u, không gian trợ ngợp như đang muốn bóp nghẹt những con người bên trong vậy. Kể từ lúc nằm tới giấc mơ quá dị đó thì chẳng lúc nào bà trời mắt khỏi con bé Trân. Bà không dám cho nó đi đâu chơi cả. Bà cũng chẳng dám kể cho ai nghe về câu chuyện mà bà nằm mơ. Đối với bà, những người trong nhà này dường như ai ai cũng có một tâm sự riêng. Chẳng có ai đủ khiến cho bà cảm thấy tin tưởng, ngay cả bà cả. Mãi nghĩ ngợi, bà hai lại nằm ngủ quên từ bao giờ. Trong cơn mơ, bà lại thấy giấc mơ như tối qua. Bà vội vàng tỉnh giấc, miệng thở ra hồng hộc. Khi thấy con bé Trân vẫn còn nằm bên cạnh, bà mới yên lòng phần nào đi. Bà không nằm nữa mà lại đi ra gian nhà chính, đứng nhìn cây hoa lại mà đăm chiêu suy nghĩ. Bỗng nhiên từ phía gốc cây có một luồng khói trắng bay lạ lạ vào trong không trung. Chỉ dăm phút sau, tụ lại thành một nhân dạng mờ ảo đứng bên cạnh cây hoa lại. Bà hai lúc này chứng kiến tất cả. Người bà tuôn mồ hôi ướt cả áo, chân bà đứng không còn vững nữa. Bà trộm nghĩ, Không lẽ con quỷ đó trong cây hoa lại hay sao? Vậy thì lần này nó sẽ bắt ai chứ? Gần tờ mờ sáng, khi đám gia nhân trong nhà lục tục chuẩn bị dậy làm việc thì một tiếng la thức thanh vang lên khắp căn dinh thự của ông Hội. Là tiếng la của một tên gia nhân trong nhà. Bơ Lạc Sơn ơi, có người chết, có người chết bà con ơi. Nghe thấy tiếng la, mọi người trong nhà choàng tỉnh dậy. Dân làng đang chuẩn bị ra đồng cũng nghe thấy thế, bỏ cuốc thủng xuống mà chạy tới coi. Phía trước sân nhà ông Hội, dưới gốc cây hoa lại, có một người con gái bị phanh thây, sổ cả ruột ra ngoài. Máu chảy lên láng, tóc bết hết vào mặt, không còn ai nhận ra được. Thân thể không còn nguyên vẹn, vùng bụng bị phanh ra thấy cả nội tạng bên trong. Hai cánh tay đứt lìa nằm lăn lóc bên cạnh cái xác. Cái đầu của người sống số lặt lìa như sắp đứt ra. Những người trông thấy cảnh tượng trước mặt, cho dù là đàn ông hay đàn bà, đều hãi hùng kinh sợ. Có nhiều người còn bịt miệng nôn khan lên mấy tiếng. Lúc này bà Năm Mội mới bạo dạn bước tới, tay trung trung vén mái tóc đang che gương mặt cái xác lên. Thì bỗng nhiên bà thụt lùi lại, miệng gào trúng lên đau đớn. Trời ơi, con Mẫn. Lúc này mấy người xung quanh mới biết được cái xác chết thê lương kia chính là con Mẫn, con người ở trong nhà ông Hội đồng. Bà cả bà hai đứng từ xa mà cũng cảm nhận được gai ốc đang nổi lên từng chập. Bỗng nhiên có cơn gió thổi qua, mang theo mùi hương của hoa lại cùng với mùi máu tanh nồng từ xác con Mận. Bất giác bà hai liếc mắt qua nhìn bà cả. Bà cả vẫn vậy, gương mặt có đôi phần sợ hãi lắm. Sáng hôm sau, ông xã trưởng đem theo một số lính lệ cũng đích thân xuống điều tra về cái chết của cô Mận. Tất cả người trong nhà đều bị lôi ra tra hỏi, và nhất là những kẻ ăn người ở trong nhà. Đối với hai bà vợ của ông Hội thì bọn họ không dám làm càn. Mặc dù ông Hội đã nằm liệt một chỗ, nhưng gia đình ông trước giờ luôn được trọng vọng, quan tay cũng rất coi trọng. Họ chỉ hỏi vài câu cho qua loa có lệ, tra hỏi không điều tra được gì. Bọn họ kết là vụ án bằng nguyên nhân cô Mận bị chó dại cắn đến chết. Vậy là xong. Sống trong thời kỳ này là như vậy. Nếu không có tiền bạc thì mạng sống của họ chỉ như cành cây ngọn cỏ, mặc cho gió mưa bão tố vùi dập. Xác của Mận được đưa về gia đình cô ở quê để an táng. Bà cả cũng ra tiền rất hậu để gửi về nhà cô.
Giống vậy trước giờ nhà ông bà Hội có tiếng đối đãi với người làm rất tốt là vậy. Sau cái chết của Mận thì mọi việc trong nhà cũng trở lại bình thường. Ông Hội không còn bị vong nhập, bà Hai cũng chẳng mộng mị gì. Có lẽ cả bà và người trong nhà đều nghĩ rằng mọi câu chuyện quỷ dị ở đây đã chấm dứt kể từ nay. Nhưng không, mọi chuyện chỉ mới là bắt đầu mà thôi. Chỉ 3 ngày sau khi Mận chết, phong hồn của cô tìm về gia đình của ông Hội. Cô đứng dưới gốc cây hoa lại, bụng bung toạt ra, mặt mày máu me bê bết, đứng nhìn vào trong ngôi nhà 3 gian với đôi mắt đầy thù hận. Những ngày sau đó, đám gia nhân nam liên tục xin nghỉ. Trong thời buổi loạn lạc như vậy, tìm được một gia đình đối đãi với người làm tốt như ông Hội quả thật như mò kim đáy bể. Ấy vậy mà điều gì lại khiến cho bọn họ đồng loạt xin nghỉ đi? Thằng Năm thấy một tên gia nhân thu dọn đồ đạc thì gặn hỏi: "Ủa, mày cũng nghỉ hết đi?" "Ừ." "Giờ kiếm chỗ Mận khó lắm á mày, sao nghỉ ngang xương vậy?" "Nhà ông Hội tốt quá xá đà, mà tao ớn quá à. Chịu hết nổi rồi mày ơi." "Sao, vụ gì?" Tên gia nhân kia nhìn trước nhìn sau rồi mới kê sát tay thằng Năm mà thủ thị: "Con Mận á, tối nào nó cũng vậy. Tao sợ quá không có dám ở." "Trời, gì ghê vậy? Mà tao cũng nằm ở dưới mà có thấy gì đâu." "Mẹ ơi, mày ngủ như chết á, trái nhà chưa chắc mày biết nữa. Hồi mới đầu tao nghe mấy thằng làm chung nói mà tao đâu có tin. Đêm qua tao mắc đái, đang lò mò đi ra vườn. Đi ra tới nơi thì phải đi ngang qua cái căn bếp hôm. Cái tao mới thấy nó..." "Nó nào?" "Thì con Mận đó, nó đang nấu nướng gì đó. Tóc nó thả dài hết tráo, mặt mày thì máu me. Tao nói tao muốn xỉu luôn. Mà chưa đâu đã, mày biết nó đang nấu cái gì không? Nó đang kéo cái đống ruột của nó bỏ vô chảo mà xào đó. Trời đất thánh thần ơi, tao muốn té xỉu tại chỗ." Lật đật chạy ngược quay trở lại về phòng. "Thiên địa ơi, cái lúc tao chạy tao còn nghe tiếng nó nói giọng ở đằng sau: Anh Tý ơi, ở lại em nấu cơm cho anh ăn nè. Em nấu phá lấu cho anh ăn nè. Mộ tổ cha nữa, nó còn cười ha hả nữa." "Cái gì ghê vậy cha, thiệt không vậy mày? Tao nói láo mày tao làm được cái chi?" "Mẹ đét ơi, nghe mày kể muốn đóng lạnh luôn á. Ủa mà sau đó mày sao?" "Thì tao về phòng ngủ luôn chứ sao?" "Không, ý tao là mày nhịn đái tới sáng luôn hả?" "Đâu có, lúc thấy nó là tao đái mẹ ra quận luôn rồi." Nghe tới đây, thằng Năm cười đến ha hả, vỗ đùi đen đét: "Thôi thôi, mày ở đây cười đi. Tối nó về nó chọt cù lét cho mày cười ha. Giờ tao xin nghỉ luôn." "Ừ, thôi mày đi mạnh giỏi. Có gì lâu lâu ghé ngang thăm tao nha." "Ừ, mà nè, mày cũng tranh thủ xin nghỉ đi, chứ cái điều này sớm muộn gì nó cũng kiếm mày à." "Ê ê, đừng hù tao nghe mày. Bây giờ tao muốn nghỉ cũng mận gì được. Chế bán thân còn sợ sợ trỏng kìa. Với lợi tao cũng làm ở đây quen rồi. Giờ tụi bay nghỉ hết, thêm tao nữa ai phụ giúp quán xuyến cửa nhà đây?" "Ờ mày nói cũng phải. Thôi tao đi nghe. Khi nào đám cưới đánh điện cho tao nghe mày." "Trời, đám cưới gì? Ai thèm cưới tao mày ơi." "Thì con Mận đó." Nói rồi Tý chạy vụt đi. Phía sau còn có những tiếng chửi động của thằng Năm. Tý đi ra phía cổng thì bỗng dưng anh dừng chân lại, đứng ngắm nghía cây hoa lại. Anh thầm nghĩ: "Chà, cây lại này nở bông thơm phức thiệt chứ. Hái vài bông đem đi hửi mới được." Nghĩ vậy, anh tiện tay ngắt vài bông hoa bỏ vào trong túi áo. Nào ngờ bất cẩn như thế nào, tay anh bị một nhánh cây quẹt trúng, chảy máu ra. Thấy cũng chỉ là vết xước nhỏ thôi, anh cũng không quan tâm mà cứ thế xách tay nải đi. Đi chưa được bao xa, anh Tý bất ngờ ngã trạp xuống đất, giật giật lên mấy cái rồi nằm chết bên vệ đường. Cả cái xác của anh chết cứng đờ, người khô khốc xám ngoét lại. Quỷ dị ở chỗ là lúc này bông hoa lại trong túi áo của anh không còn cái vẻ trắng muốt nữa, mà thay vào đó là một màu đỏ tươi như máu.
lũ quạ thay nhau bay xuống rỉa cái xác anh nham nhở. Khung cảnh quả thật là thê lương. Thế là từng người làm trong nhà lũ lượt vũ áo ra đi, chỉ còn lại bà Năm Mọi, thằng Năm giúp việc và một cặp vợ chồng trẻ chăm giường tược ở lại. Ban đầu bà Hai lẫn bà Cả đều bán tính bán nghi về việc bọn họ gặp vong hồn của Mận, nhưng dần dà hầu hết người làm đều đã xin nghỉ. Bà Hai bắt đầu cảm thấy lo. Bà gấp rút đánh một bức điện tín gửi lên trên ngôi chùa có vị sư trụ trì đã đưa chuỗi tràng hạt cho bà, mời sư xuống nhà bà một chuyến để giải quyết cái mớ bồng bông này. Chẳng biết vị sư có nhận được thư của bà hay không, mà chẳng thấy hồi âm, cũng không có tin tức gì. Thấm thoát cũng đã một năm trôi qua kể từ ngày cái chết của Mận. Hôm nay trời có vẻ âm u hơn thường ngày, cũng có thể do tháng này là tháng xá tội vong nhân. Sở dĩ có cái tên quỷ dị như vậy, bởi đây là tháng xá tội vong nhân. Tất cả các vong hồn sẽ được mở quỷ quan mà được đi lên trần gian hưởng lộc trần. Vì vậy, để lũ ma quỷ yêu quái không hoành hành quấy nhiễu người sống, người ta từ xưa có tục cúng kiến, đốt giấy tiền vàng bạc vô cùng hậu hĩnh cho chúng, xem như là đút lót để có được một năm làm ăn thuận buồm xuôi gió. Đối với các nhà nghèo thì đôi khi trên mâm cúng thường chỉ là một tô cháo trắng, muối gạo, trái cây. Các nhà giàu quý tộc hơn thì mâm cơm cúng vô cùng thịnh soạn. Chẳng hạn như nhà Hội Đồng Tâm đây, gần đến giờ cúng thì giữa sân đã có một cái bàn kiên cố, trên đó nào là vô số giấy tiền vàng mã, một mâm cúng gồm heo quay, gà luộc, cháo cùng vô vàn loại trái cây tươi rối. Bà Cả đứng chắp tay khấn vái, khói bài nghi ngút, làm cho cảnh tượng sân nhà ông Hội trông càng thêm ma mị. Khấn xong, bà cắm nhang xuống bát hương trước mặt, thì đột nhiên bát hương bị hất văng đi. Cái lư hương bằng đồng chẳng hiểu tại sao lại văng lên đập trúng vào đầu bà Cả. Bà đau đớn bất tỉnh nhân sự đi. Thằng Năm đứng gần đó vội vàng đỡ bà lên mang vào trong phòng. Lúc nó quay vào trong thì phía bên cây hoa lại có hai cặp mắt sáng quắc đỏ ngầu lên nhìn chòng chọc vào nó. Nhìn vào mâm cúng trên bàn, mọi thứ bắt đầu dần trở nên mốc meo, ôi thiêu đi. Trái cây cũng khô quắc lại như là để lâu ngày. Rồi bất chợt cả cái bàn cũng bị hất tung lên, đồ đạc rơi vãi tung tóe. Người trong nhà thấy vậy thì sửng sốt hết lên. Bà Năm Mội chắp tay lên trời mà khấn vái: còn lại các vị quốc mặt quốc mại, có điều chi quốc tất làm cho các vị giận, mong các vị bỏ qua cho chúng con. Bà Hai thấy vậy cũng thất thần nhìn ra khoảng sân trước mặt, rồi lại đưa mắt nhìn về phía cái vùng bãi núi mà lẩm bẩm: xin thầy tới sớm cứu giúp gia đình con chứ. Tối đó người trong làng Lai Hòa lại một phen náo động vì những tiếng la hét gào khóc từ nhà của ông Hội Đồng Tâm. Dân làng xôn xao chạy đến, mới hay là cô con gái út của ông bà, cô bà Trần, đột nhiên mất tích giữa đêm. Nghe vậy thì thanh niên trai tráng bắt đầu sôi đèn đốt đuốc đi tìm phụ. Bà Hai cũng cầm ngọn đuốc chạy đi khắp nơi như một kẻ điên để tìm con. Tóc tai bà rũ rượi, chân bà không mang dép đã túa máu ra, miệng bà không ngừng vang lên tiếng gọi con gái. Bà Cả cũng hốt hoảng chạy đi tìm con bé. Khung cảnh lúc ấy vô cùng hoảng loạn. Hai người đàn bà, hai người mẹ đang vô vọng tìm kiếm đứa con của mình. Cho tới khi trời đã sáng, nhưng tung tích con bé Trân vẫn chẳng thấy đâu. Người trong làng lục tung cả khu vườn, cho người lặn xuống giếng mà cũng không thấy tâm hơi gì. Một số người đi ra các con kênh rạch gần đó lùng sục cả đêm, vẫn vô vọng. Bà Cả và bà Hai đã bắt đầu kiệt sức. Bà Hai thì nằm ra giữa nền đất, thở ra hồng hộc. Bà nhìn lên trời cao mà nước mắt trào ra đôi dòng lệ: Trần à, con đang ở đâu? Về với má đi con. Đột nhiên bà sực nhớ đến chuyện gì đó, bà vội vàng chạy đi tìm thằng Năm. Năm à, thằng Năm đâu rồi? Dạ bẩm bà, có con nè. Mày đánh xe chạy lên ngôi chùa ở Thất Sơn, mời sư trụ trì xuống đây cho bà. Đi, đi nhanh lên, chỉ có ổng mới giúp được nhà này thôi. Ừ dạ, để con đi liền. Lúc ấy, ở một ngôi nhà bề thế ở Phong Dinh, dân chúng đang vây xung quanh, xúm đen xúm đỏ lại mà ồn ào, huyên náo cả một vùng.
Ở trong nhà một đám người đang vây quanh một người thai phụ đang có vẻ đau đớn. Đây là gia đình ông hội đồng ở Phong Vinh. Nhà này mấy năm trước có cưới về một cô con dâu. Cưới dâu về chưa bao lâu thì có hỷ, nhưng chẳng hiểu vì sao gần 4-5 năm trời mà cô con dâu vẫn chưa sinh được. Bụng thì càng ngày càng to, cô con dâu thì càng ngày càng tiều tụy đi như người sắp chết. Đoán biết việc chẳng lành, người nhà liền đi tìm thầy bà khắp nơi để xem bệnh, nhưng tất cả đều lắc đầu bó tay. Cuối cùng chẳng biết cơ duyên như thế nào mà một sư thầy tìm đến trước cửa nhà để khất thực. Thấy trong nhà âm khí dày đặc, thầy bấm đồn thì biết có chuyện chẳng lành, nên đề nghị xin vào để xem bệnh cho cô con dâu. Khi thầy đến thì cô gái một chân đã bước vào vô minh. Bụng cô đã rất to, nổi đầy gân xanh, chốc chốc lại in hàng bàn tay bàn chân của trẻ con quẩy đạp ở bên trong. Mỗi lần như vậy, cô gái như thể muốn chết đi. Sư thầy thấy thế liền nói với người nhà chuẩn bị một bình cắm đầy bông cúc ở đó. Thầy dùng thứ nước đó đổ lên bụng cô gái. Vừa đổ, thầy vừa đọc kinh Phật. Tiểu đồng bên cạnh thì không ngừng gõ mõ. Độ tầm một tuần hương thì bụng cô bắt đầu xẹp xuống. Cô gái bắt đầu nôn ọe ra một chất lỏng màu đen tanh tưởi, khiến cho những người xung quanh không dám đứng gần. Hai thầy trò sư thầy vẫn thản nhiên tiếp tục gõ mõ tụng kinh. Bất giác, thầy dùng cái bát khất thực của mình quơ vào vào trong không khí. Xong xuôi, thầy dùng một mảnh vải đỏ đậy lên. Sau một hồi ối mửa, cô con dâu cũng tỉnh táo hẳn ra, khỏe khoắn lên hẳn. Cả gia đình đều dập đầu lại tạ hai thầy trò. Sư thầy ôn tồn giảng giải: cô đầy kiếp trước tạo nghiệp nên kiếp này phải lãnh nghiệp. Nay ta đã bắt đi dông di hành xác cô rồi. Từ nay gia đình hãy hành thiện tích đức để giảm đi nghiệp lực mà mình phải gánh. Lúc này ông hội đồng mới chắp tay ra phía trước mà hỏi: dạ thầy cho tôi hỏi, con dâu của tôi là bị ám hại hay sao ạ? Quả thật cô đây là bị người hại. Người đó cũng thuộc gia quyến của ông đây. Trời ơi, là kẻ nào mà nhẫn tâm dữ như vậy chứ? Bây giờ nhà tôi sẽ phải làm sao đây thưa thầy? Tạo nghiệp ắt có lý do. Chuyện này ta cũng có cách để giải quyết. Bây giờ ta gửi một phách của dòng nhi ở lại trong người cô gái. Phách này không thể làm hại được cô ấy, cũng không gây ảnh hưởng gì, nhưng sẽ khiến cho kẻ chủ mưu không phát hiện ra điều bất thường mà ra tay tiếp. Còn ta sẽ giải quyết phần còn lại. Khi nào xong việc, ta sẽ ghé lại đây thu hồi phách trở về. Ông hội đồng thấy như thế nào? Nghe như thế, ông hội đồng nhìn sang con dâu và con trai của mình, ngụ ý để hỏi ý kiến. Cả hai người họ đều đồng lòng gật đầu. Dạ thầy, miễn không làm ảnh hưởng đến con dâu tôi là được rồi. Sư thầy gật đầu, rồi bỏ hai ngón tay vào trong chiếc chén lúc nãy, rồi cho hai ngón tay ấy ấn vào bụng cô gái. Cô gái chỉ cảm nhận được một làn hơi lạnh chạy dọc theo sống lưng, rồi tan ở vùng bụng. Sau khi ở lại một tối ở nhà ông hội đồng, thì sư thầy giả từ lên thuyền đi tiếp xuôi về hướng nhà của ông hội đồng tâm. Giữa chừng thầy xuống thuyền để tìm gặp thằng Năm, vì trước đó thầy đã bấm độn mà biết được. Mãi nghĩ ngợi, sư thầy nhìn sang thì thấy Tiểu Đồng đã ngủ khò từ lúc nào. Cứ thế, ba con người đang trở về nơi bắt đầu mọi chuyện trong đêm khuya. Quý thính giả vừa nghe xong phần 1 của bộ truyện Lại, tác giả Trần Phụng. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả vào tối ngày mai với phần 2 của bộ truyện nhé. Chúc mọi người một đêm ngon giấc.